Đây mấy bụi mai con. Đây, mình ươm này khoảng gần tháng thì nó là mọc như thế này. Giờ mình sẽ bứng ra, nhổ ra nữa mình trồng ra bì. Trồng ra bì thì từng bụi nó mà sau này mơ vào mùa mưa thì mình trồng ra bên ngoài. Đây, những bụi mai con. Thì bộ đất là chuẩn bị sẵn, bây giờ mình chỉ cần bứng ra thôi. Bứng ra trồng là cũng như bì đã chuẩn bị sẵn. Mai thì trồng nó rất là dễ mọc, ươm rất là dễ mọc, ươm hầu như là mọc rất là nhiều, tỷ lệ mọc rất là cao. Đây một dình này 4-5 bụi. Đây mình trồng ươm hơi sâu, sâu cho nên khúc này nó rất là nhiều, con non này rất là sâu. Thì mình trồng ra vì cái bì thì mình tạo thớ cho nó luôn, tạo thớ sau này nó lên bộ rễ luôn. Mình sẽ uống cho nằm ngang như vậy đó, kéo cho nó ngang như vậy thì mà nó có thể tạo thành một cái giống như thân con nai hay con chồn gì đó. Đó tạo thân vậy. Đúng không? Còn mình muốn bộ rễ sau này nó như hình nón, trái như hình nón thì mình sẽ cắt bớt ở đây, cắt bớt cái rễ chuột đây rồi đồng đứng. Cái này rễ khá là dài thì trồng như này ngang vậy thì này mà nó ra giống như một cái hình con nai vậy, là con thú gì đó. Nên cho nằm đất ngang đó. Đất này bỏ vô. Chặt một chút coi khơi bùng lên. Rồi tưới nước là xong. Rồi tiếp bụi tiếp theo. Này bụi tiếp theo. Wow, này có một bụi nhỏ xíu xíu đây. Xíu mới nước lên chút xíu à, mới nước mầm. Này, đỡ chút là trồng sao. Đây. Đây rửa rất là nhiều. Đây rửa kẹp như nó bị thúi luôn. Wow, rửa con rửa nôm rất là nhiều à. Ngắt luôn, con xúc đàm ngắt luôn.
thúi luôn rồi. Cây này hứa hẹn sau này sẽ ra bộ rễ hình nón rất là đẹp, nón nó phủ đều ra rất là hay. Đây trồng ở đây trái đều rỡ ra. Rồi sau này hy vọng là nó sẽ ra một cái bộ rễ hình nôm, hình nón rất tuyệt vời. Rồi, rồi là xong. Cái mai này thì mình chờ nó hình, chờ cố ý tạo rỡ để sau này nó ra hình nó ngắt cái rỡ cặp. Còn cái kia thì mình trải dài ra để sau này nó ra như cái hình con thú, con nai hay con gì đó.